Biên tập viên Mỹ Linh, kính mời quý vị và các bạn xem bản tin Giới bất đồng phản đối cộng đồng chia sẻ tương lai Việt-Trung. Ngày 13 tháng 12, Voa tiếng Việt có bài Tập Cận Bình ở Hà Nội, hai bên nhất trí về cộng đồng chia sẻ tương lai, giới bất đồng phản đối. Theo đó, hai ông Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình hôm 12 tháng 12 đã nhất trí rằng hai nước sẽ xây dựng một cộng đồng chia sẻ tương lai. Trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Việt Nam, nhằm củng cố mối quan hệ giữa hai quốc gia cộng sản. Nhưng các nhà hoạt động, giới bất đồng chính kiến bày tỏ phản đối và đưa ra cảnh báo về khái niệm gây tranh cãi và cả chuyến thăm của ông Tập. Voa cho biết, ông Tập được đón tiếp bằng 21 phát đại bác, và Tổng Bí thư Trọng khẳng định, chuyến thăm là một dấu mốc lịch sử mới. Theo trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam, và theo báo Nhân dân tối 12 tháng 12, một trong những kết quả từ cuộc họp giữa hai ông Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình là hai bên nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc, bài trên Voa. Voa dẫn lời nhà báo tự do, nhà hoạt động JB Nguyễn Hữu Vinh, người đang giữ quyền Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Nhận định, Tập Cận Bình nói cùng chung vận mệnh thì chắc có lẽ chỉ có nói với Nguyễn Phú Trọng để giữa hai đảng của các ông đó thôi, chứ còn giữa dân tộc Việt Nam và dân tộc Trung Hoa mà lại chung vận mệnh, thì tôi không tin như vậy. Đồng quan điểm, Voa dẫn lời tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, chuyên gia tại Viện ISEAS của Singapore, nói với một trang tin quốc tế. Sự mất lòng tin của Việt Nam đối với Trung Quốc ngày càng sâu sắc. Và theo quan điểm của người dân Việt Nam, có rất ít hoặc không có chung vận mệnh giữa hai nước, chừng nào Trung Quốc tiếp tục tuyên bố chủ quyền phần lớn Biển Đông. Trang Facebook của câu lạc bộ nhà báo tự do đăng khẩu hiệu, phản đối cộng đồng chung vận mệnh, phản đối sáng kiến vành đai con đường, phản đối chuyến thăm Việt Nam của Tập Cận Bình, vào ngày Chủ tịch Trung Quốc đến Việt Nam. Voa cho hay, trên trang cá nhân, nhà báo tự do JB Nguyễn Hữu Vinh cũng đăng ảnh mang biểu ngữ viết, tôi phản đối rước giặc vào nhà. Tập Cận Bình tên xâm lược bẩn thỉu, cút đi. Ông Vinh cho rằng, thái độ thể hiện của người dân đối với hai chuyến thăm của ông Biden và ông Tập là có sự khác biệt, bắt nguồn từ dòng máu bất khuất chống Trung Quốc xâm lược và những hành động của Trung Quốc đối với Việt Nam trong những năm qua. Ông Tập Cận Bình và ông Nguyễn Phú Trọng trong cuộc gặp ngày 12 tháng 12. Khi Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam, người dân phản đối, còn Tổng thống Hoa Kỳ sang thăm, thì người ta đi theo mừng. Điều đó nói lên thái độ của người dân Việt Nam. Vẫn theo Voa, ngoài việc đưa mối quan hệ lên một mức độ mà Bắc Kinh có thể coi là cao hơn so với Hoa Kỳ, hai nước công bố hôm 12 tháng 12 rằng họ ký kết 36 hiệp định. Thỏa thuận về nhiều lĩnh vực, bao gồm cả quan hệ ngoại giao, đường sắt và viễn thông, với một số hứa hẹn về các khoản đầu tư từ Trung Quốc. Tuy nhiên, nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh nhắc lại cảnh báo về bẫy nợ của Trung Quốc đã xảy ra ở một số quốc gia và độ khả tín của người cộng sản. Mọi sự giúp đỡ chỉ là thứ yếu, còn nội lực của nước mình là cái chính. Một chính phủ tham nhũng, không được lòng tin của người dân, suốt ngày chỉ lo chống chọi với người dân còn chưa xong, thì rõ ràng phải quỵ lụy, phải lệ thuộc, hèn hạ với nước ngoài là điều rất bình thường, ông Vinh nói. Voa cho biết thêm, Trung Quốc và Hoa Kỳ hiện đang tranh giành ảnh hưởng đối với Việt Nam, giữa bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung ngày càng gia tăng về mọi lĩnh vực, từ thương mại, kinh tế cho đến an ninh và các vấn đề quốc tế. Truyền thông quốc tế cho rằng, chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm tìm cách chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Trong khi đó, Tổng Bí thư Việt Nam, trong buổi tiếp Tổng Bí thư Trung Quốc hôm 12 tháng 12, tái khẳng định chủ trương độc lập, tự chủ, cũng như đường lối quốc phòng 4.0 của mình. Theo trang tin của Chính phủ Việt Nam, quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Thời báo.de với bản tin Giới bất đồng phản đối cộng đồng chia sẻ tương lai Việt-Trung. Cần hiểu Trung Quốc cả lúc làm bạn lẫn khi là kẻ thù. Ngày 6 tháng 12, trên trang cá nhân của nhà báo Trương Huy San, tức Huy Đức, có bài bình luận người Việt có thực sự hiểu Trung Quốc. Bài bình luận được viết trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị sang thăm Việt Nam vào ngày 12 và 13 phần 12. Nhiều đồn đoán cho rằng, Tập sẽ ép lãnh đạo Việt Nam ký kết về việc tham gia vào cộng đồng chung vận mệnh với Trung Quốc trong chuyến thăm này. Status của nhà báo Huy Đức. Giới lãnh đạo Việt Nam được cho là không mặn mà với việc ký kết này, và đã có một năm ngoại giao vô cùng sôi động, cùng với những động thái xích lại gần phương Tây hơn, khi vừa nâng cấp quan hệ với Mỹ xong thì đã nâng cấp tiếp quan hệ với Nhật Bản, một đồng minh quan trọng của Mỹ ở Đông Á. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Việt Nam vẫn tỏ ra kháng khít với Trung Quốc, thông qua những chuyến thăm liên tục của giới lãnh đạo cấp cao đến Trung Quốc những tháng qua. Thời báo.de giới thiệu bài bình luận của nhà báo Huy Đức đến bạn đọc, nội dung như sau. Cho đến bây giờ, vốn tiếng Hoa của tôi, chỉ còn có thể nói gần đúng một câu, vô si ba niên di xuê sân, tôi là học sinh lớp 8. Vì, năm tôi học lớp 9, quan hệ Việt-Trung đã rất căng thẳng. Trường có 2 giáo viên dạy tiếng Trung, thì thầy Cát phải nhập ngũ, còn cô Thủy phải chuyển sang làm thủ thư kiêm đánh trống. Thầy hiệu trưởng cũng gặp không ít khó khăn do họ Quách của mình. Sáng 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc nổ súng gây chiến tranh trên toàn tuyến biên giới, tôi bỏ học, đi bộ đến thẳng Ủy ban thị trấn nông trường Thạch Ngọc. Nộp đơn xung phong nhập ngũ, năm ấy, những bài xã luận phát trên đài tiếng nói Việt Nam làm máu sục sôi, chúng tôi coi những phản ứng ấy của hệ thống chính trị là không có gì phải bàn cãi. Đất nước mình là thế, Tập Cận Bình đến Việt Nam ngày 12 tháng 12, không có người Việt nào nghi ngờ về những tham vọng của Trung Quốc với Việt Nam. Nhưng Trung Quốc còn là một nền kinh tế lớn và một nền văn hóa lớn. Không ai thực sự tự hỏi, chúng ta muốn đánh thức ở đấy nguy, hay đánh thức cơ. Trong lịch sử nghìn năm giữ nước, cha ông ta hẳn phải rất hiểu Trung Quốc mới thắng họ và giữ được nền độc lập. Thời đại nào, Trung Nam Hải cũng khát khao Đại Hán, và để phát triển được như hiện nay, hẳn họ cũng đã phải rất tư duy chiến lược. Chúng ta cần biết những đứt gãy ở đâu, để giờ đây, người Việt gần như chỉ học được từ người Hoa tiểu xào. Khi Trung Quốc sai, những người Việt Nam Cộng sản đã tin một cách ngây thơ vào chủ nghĩa quốc tế vô sản, gần họ đến mức sợ môi hở răng lạnh. Khi Trung Quốc bắt đầu đúng, 1978, Việt Nam lại phải coi họ là kẻ thù. Khi đã coi họ là kẻ thù, như trường hợp của lớp tôi năm 1978, đến tiếng Hoa chúng ta cũng không thèm học. Đừng nhìn mối quan hệ với Trung Quốc chỉ bằng chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Ở nhiều tỉnh biên giới phía Bắc, người Kinh là dân tộc thiểu số. Cả về kinh tế và văn hóa, người dân ở đấy gần gũi với phần người Hoa giáp biên hơn Hà Nội. Giá cả sầu riêng, thanh long và cả lợn, tôm hùm, lên xuống, nông dân Việt Nam không hề có khả năng dự báo. Chúng ta quan hệ với thị trường xuất khẩu lớn thứ hai chỉ chủ yếu qua thương lái. Chúng ta không chỉ thiếu một đội ngũ người Việt hiểu Trung Quốc từ bên trong lục địa, chúng ta thiếu cả những người Việt để hướng dẫn du lịch, để giao tiếp với người Hoa ở ngay trên đất nước mình. Không phải bao giờ quyền lợi của dân chúng Việt Hoa cũng tương đồng với quyền lợi giữa Bắc Kinh và Hà Nội. A Quy không muốn nắm tóc Chí Phèo, dân chúng cần một đường biên hòa bình, muốn để đường biên ấy hòa bình, ngay cả khi ta nghĩ Trung Quốc xử sự như một láng giềng tốt, người Việt cũng cần phải học để biết lòng dạ họ, ngay cả khi Trung Quốc hành xử như kẻ thù, người Việt càng phải học để làm sao thắng họ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Thời báo.de với bản tin Cần hiểu Trung Quốc cả lúc làm bạn lẫn khi là kẻ thù. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để mọi người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký nhận tin trên kênh YouTube và Facebook của Thời báo.de để nhận được những bản tin sớm nhất và trung thực nhất. Biên tập viên Thu Phương vừa thực hiện bài bình luận với công nghệ AI, Thời báo.de, Berlin. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin lần tới.